Vâng và xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring cực kỳ cao cấp đến từ Gian. Đây là chiếc Gian Fast Road SL1, một dòng touring duy nhất được hãng Gian trang bị cấu hình của xe đua. Vâng, và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng, và xe có màu trắng các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này cực kỳ mới, cực mới các bác nhé, trên 95%. Số lần đi chỉ rơi vào tầm 2-3 lần thôi. Mình sẽ lướt qua chi tiết nước sơn của xe và tất cả những chi tiết của xe để cho các bác xem độ mới của xe nhỉ. Đấy, như các bác thấy không một vết xước. Đây là càng. Không một vết xước các bác nhé. Đây là một dòng touring cao cấp nhất của dòng Fast L. Rất được nhiều bác mong chờ tại cửa hàng em. Vâng, và đây chiếc xe rất là cao cấp nên được trang bị rem sườn luôn. Gian Fast L1, các bác có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Đây các bác có thể thấy vì chiếc xe rất ít đi. Đây, lốp là nguyên bản của Gian và lốp còn rất là mới. Rất mới các bác nhé. Xe rất đi gai đầy đủ đây. Đây là dòng touring đường phố được sử dụng cấu hình của xe đua. Mafia của hãng Yên. Yên được sơn lớp sơn lì đây. Và đây là Yên. Cọc Yên và Yên nguyên bản của Gian. Giá đựng nước nguyên bản của Gian. Vâng. Tất cả đều nguyên zin nguyên bản. Càng nhôm. Khung nhôm. Chiếc xe rất là nhẹ các bác nhá. Tay nắm rất là đẹp, tay nắm được chủ trước người ta đã nâng cấp lên bộ tay nắm. Vâng. Nắm rất đẹp. Ghi đông cổ phốt nguyên bản theo Gian. Vâng, và đây là người chủ trước đã trang bị cho chiếc xe này một cái máy GPS cắm ở cổ phốt đây. Em cũng chưa nghiên cứu là có dùng được hay không. Đây là mã code để nhập vào một cái app định vị xem xe của mình ở đâu. Đo nhịp tim các thứ luôn. Vâng. Các bác mua về có thể nghiên cứu chiếc định vị GPS này. Vâng, là xe sử dụng tay bấm của Shimano Tiagra. Bên này bên lip 10 tầng. Bên đĩa 2 tầng. Vì được sử dụng cấu hình của xe đua nên là vẫn còn 2 tầng đĩa, giữ nguyên 2 tầng đĩa. Cho xe tới 20 tốc độ. Phanh dầu thủy lực Techo. Đây, phanh dầu đây. Phanh dầu thủy lực các bác nhé. Lốp xe trước nguyên bản của Gian. Thông số lốp là 700x28C. Vành nguyên cặp của Gian. Chiếc xe còn rất là mới các bác nhé. Mayer đây. Của Gian.
hầu như không có một vết xước vào trên xe cả, rất là mới. Đùi đĩa trục rỗng, vâng đây, trục rỗng các bác nhá, hai tầng, gạt đĩa của Shimano Tiagra. Líp của Shimano 10 tầng, 10 tầng líp đây. Củ đề của Shimano Tiagra. Và đây là chiếc xe được sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra, rất là cao cấp các bác nhé, rất là cao cấp của dòng xe đua. Và hãng Gian hãng đã ưu tiên vào cái dòng Fast Road này, dòng Touring này, một cấu hình xe đua. Dòng xe đi vào để đo size của xe. Vâng, và chiếc xe này có size đứng là 48, size M của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đến 1m75 có thể đi vừa chiếc xe này. May sau nguyên bản của Gian, phanh phanh sau cũng là phanh dầu Techo các bác nhé. Đây, chữ Fast Road L này. Đó, sẽ đi vào chuyển động, đánh giá chuyển động của xe. Vâng, lên líp sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra, rất là trơn tru và mượt mà đây. Xuống líp, trang bị 10 tầng líp, mayo của Gian, đùi đĩa 2 tầng trục rỗng, rồi xuống đĩa, lên đĩa, gạt đĩa của Tiagra đây. Vâng, đây em sườn. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian Fast Road L1, một chiếc xe cao cấp nhất của dòng Gian Fast Road L, được trang bị nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Vâng, và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng em với mức giá là 14.800.000, miễn phí ship toàn quốc của anh 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe, và lên YouTube tìm kia xe đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những chiếc xe mới và đẹp nhất về tại cửa hàng em. Tôi xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.